Đức Thánh Cha Francisco tặng Bộ Y tế của Gaza 2.500 bộ xét nghiệm COVID-19. Trong tinh thần liên đới và chia sẻ, ngày 17 tháng 6 vừa qua, qua Thánh Bộ các Giáo hội Đông Phương, Đức Thánh Cha đã gửi tặng 2.500 bộ thử COVID-19 cho Bộ Y tế của Gaza. Hôm 23 tháng 6, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin cho biết việc cung cấp các bộ dụng cụ được điều phối bởi Phái đoàn Tòa Thánh, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và Caritas Jerusalem. Các bộ thử được trao cho Caritas Jerusalem và cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ thánh gia ở Gaza. Món quà này nằm trong sáng kiến được đưa ra bởi quỹ khẩn cấp do Đức Thánh Cha thành lập để giúp các quốc gia bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Trong số các nước này, có Syria đã nhận được 10 máy thở. Bệnh viện Thánh Giuse ở Jerusalem cũng nhận được 2 máy thở. Còn Bệnh viện Thánh Gia ở Bethlehem nhận được các bộ thử COVID-19. Với sự lây lan của virus ở Gaza, nơi có khoảng 2 triệu dân sinh sống, giới chức y tế địa phương than phiền về việc thiếu các dụng cụ xét nghiệm và yêu cầu 100 máy thở và 140 giường bệnh cho đơn vị chăm sóc đặc biệt. Theo Bộ Y tế của Palestine, tại Gaza có 72 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 15 chưa lành bệnh. Trong tổng số 1.284 ca nhiễm tại các vùng của Palestine, Caritas Jerusalem và Bộ trưởng Y tế ở Gaza đã chuẩn bị một kế hoạch khẩn cấp cung cấp các dịch vụ y tế trong trung tâm Caritas, kích hoạt 3 nhóm bác sĩ lưu động để cung cấp các dịch vụ tại nhà 24/24 để chữa trị các bệnh nhân COVID-19.